Thế rồi tớ trả lời sai lè luôn. Ê nhìn kìa, ở kia có gì vậy nhỉ? Hay quá, đi ra xem nào. Ok, mình vào đi. Wow, sáng quá đi mất. Tụi mình đang ở đâu đây? Nhìn này, quần áo của tụi mình khác rồi. Thử thách nhào lộn bắt đầu. Thế nghĩa là sao? Làm gì bây giờ? Nghe rồi đó. Thử thách. Khoan, tụi em á? Chà, vậy chắc tụi em có thể thử. Ok, cậu sẵn sàng chưa? Thế này được chưa? Ta-da! Nào nào, cậu đã sẵn sàng chưa nào? Siêu hào hứng đấy, thực hiện thôi. Và vị trí nằm ngửa nè. Đỡ lấy đầu gối của tớ đi. Ta-da! Giữ chắc nhé. Xong, thách mấy cưng đó. Được thôi, trông cũng không khó lắm. Chuyển luôn. Bước 1, nằm ngửa trên đất. Xong, ok cậu ở trên tớ. Sẵn sàng chưa nào? Nắm đầu của tớ chưa? Ok, tụi mình thành công rồi. Nặng quá trời ơi. Được rồi, tính giờ đi. Thật đấy hả? Họ cứ như thế cả mấy tiếng á? Tuyệt, chúng mình đã hoàn thành xuất sắc thử thách. Để xem, thử thách số 2 nè. Sẵn sàng chưa? Nắm lấy khỉu tay tớ, tớ lên đây. Trông cũng dễ đấy chứ. Nắm lấy khỉu tay giống như họ đi. Và giờ tớ phải dẫm lên chân cậu đúng không? Quan, thử chân kia xem. Quan, ok, cậu sẵn sàng chưa? Chơi thôi. Ok, lần thử số 2 nè. Quan, tớ ngã mất. Ok, đổi vị trí xem sao. Wow, họ làm động tác này không tốt lắm nhỉ. Làm dở tệ thì có. Thôi, tụi em xin thua, chịu không làm được. Thử thách số 3 nào. Cậu sẵn sàng chưa? Bắt đầu nào. Và xong. Quá hoàn hảo. Hả? Nhanh thế còn chưa kịp thấy gì? Làm sao giờ? Trời đất ơi! Dạ man, sao mà làm nổi chứ? Tớ thua, thôi, không làm nổi. Như này, hít thở thật sâu nào. Hít vào, thở ra. Tốt, cứ thế. Cậu thấy ổn hơn chưa? Cũng ổn. Chúng mình thử đi. Khoan, cậu phải sang bên đó chứ ta? Hay tớ? Bình tĩnh, cậu sẵn sàng chưa? Nhào rộ. Thành công rồi, động tác bánh xe lăn hoàn hảo. Ô khoan, cậu bị lộn ngược mãi thế à? Đừng, ngừng quay. Đã đến lúc thực hiện thử thách số 4. Lần này tớ lại nằm xuống sàn. Cậu sẵn sàng chưa? Thực hiện nào. Tuyệt, cứ như là Superman vậy. Thế hả? Ôi giời, dễ ợt chứ gì. Không vấn đề gì. Ok, cứ nằm xuống đất trước đã. Tớ? Không, lần này là cậu mới phải. Họ sẽ thua trước khi cả bắt đầu mất. Nè, mấy em, thôi cãi nhau và thực hiện thử thách đi. Đặt chân vào đúng chỗ rồi, sẵn sàng nâng tớ chưa? Cậu nặng như heo đó. Thích quá nè. Bay đi. Wow, thử thách hay nhất nãy giờ đó. Này, họ làm được rồi, giỏi đấy. Ngã mất thôi. Thử thách nam, thử thách nam. Gì đây? Chuẩn rồi, là bộ đếm giờ đấy. Tớ làm trước nhé. Vượt bộ đếm lên nào. Xong, tớ ngưng bộ đếm giờ rồi. Nhanh lên, tụi mình đang bị tính giờ. Nhanh, phải làm nhanh mới được. Chị ấy làm kiểu gì hay vậy trời? Chân không cảm thấy nặng hay sao? Trọng lực đã thắng, tớ không chống lại được. Chà, chắc là họ không hoàn thành đúng thời gian rồi.
Đùa ta à, họ không thể làm được luôn ấy. Đã đến lúc thực hiện thử thách mới. Thử thách vừa rồi chán quá. Lại đây, tôi sẵn sàng rồi. Kiểm tra kỹ năng thăng bằng nào. Nào nào, đưa tay lên đây đi. Ta-da! Ừ, tôi chẳng hiểu nổi động tác này. Thôi thì cứ thử đi đã. Ok, tớ vào tư thế rồi. Ngồi lên chân tớ đi. Ok, giữ thăng bằng với tớ nhé. Khó quá đi mất, chân cậu đúng chỗ chưa? Rồi mà, đừng này, đưa tay cậu cho tớ mau. Tuyệt, thành công rồi. Họ có đang xem tụi mình không? Ngạc nhiên đấy. Tốt lắm. Chuẩn đấy, thử thách số 7 chính thức bắt đầu. Tớ lại nằm ngửa tiếp. Nè, chuẩn bị mà chiêm ngưỡng đi. Bam. Tuyệt vời ông mặt trời. Còn cậu thì sao? Tớ á? Cậu nghĩ tớ làm được á? Ừ, để xem. Không thử sao biết nhở? Ok, để tay thế này đúng không? Ừ, thôi quên đi, chợp mắt chút. Gì vậy trời? Nằm đây mà ngủ được. À, bó tay chấm com. Này, dậy đi! Gì vậy trời? Cậu mới phun nước vào tớ hả? Ngủ nghe gì? Đang thử thách mà. À, sao mãi không bật dậy được? À, thảm hại quá. Wow, trông chán lắm. Được rồi, một cơ hội cho tụi em chứng tỏ bản thân này. Bắt đầu nè, trồng cây chuối đây. Và nâng chân lên cao. Quá đỉnh. Các em có làm được không? Trồng cây chuối? Thật sao? Từ bé tới giờ tôi chưa làm trò này lại nữa. Cậu chắc chắn làm được mà. Cậu là cô nàng lực điền mà. Ok ok, cô nàng lực điền. Nghe hay ho đấy. Cố lên, tôi tin ở cậu mà. Chuẩn rồi, chỉ cần đưa chân lên không trung. Ok, tớ đưa chân này. Cậu làm được mà, cậu làm được mà. Yes, đó, thấy chưa, cậu ấy làm được rồi. Chà, được phết, ổn đấy. Xin chúc mừng. Xong rồi, anh ấy phun coca khắp nơi luôn. Họ đang làm cái khỉ gì thế kia? Này, tớ biết chúng mình nên bắt họ làm gì rồi. Ừ, chuẩn đó. Đưa tay ra sao, giờ thì ngồi dậy nào. Đó, thấy các em đó. Mỗi thế thôi á? Dễ nhắn kẹo thôi. Chúng mình đang nằm sẵn rồi. Được rồi, thực hiện nào. Và xong, thấy chưa? Dễ ợt. High five, tụi mình đỉnh quá. Hello, thử thách cuối cùng đây. Họ đang giãn cơ à? Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Ơ, họ đang làm động tác khác hẳn kìa. Thôi xong, mau giãn cơ đi. Ok, sẵn sàng chưa? Thực hiện nhé. Cùng đưa tay lên nào. Đúng thế đấy. Sao đầu cậu cứng thế? Thế này cũng tạm chấp nhận được nhỉ? Dù không phải động tác nào cũng đẹp, nhưng các em đã hoàn thành được hầu hết thử thách. Huy chương của các em đây. Các em xứng đáng được nhận nó. Yes, thành công rồi. Chúng mình là số 1. Thử thách đã hoàn thành. Bạn thấy thử thách nào khó nhất? Cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé.
Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè của bạn và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này.